Mà thật ra tao mới chính là vua của tụi mày, biết không? Ở trong cái nhóm sắc tộc của chúng ta đó, biết không? Thực sự thì tao mới đúng nghĩa là vị lãnh đạo của các vị sắc tộc Do Thái của chúng ta, trong cái nhóm sắc tộc của chúng ta đó, biết không?